Bé bé là ai ấy? Cái đường sách tin dùng gì cơ? Đây là cái gì? Đi bông mà bông ở đây mà quái đi thắng quái, quên gì mà tụi nó đứng được quái à? Đi cửa nam đúng rồi, em là cái làm quái đi. Đặt cái bắt con có lên không? Chỗ cái kiểm tra lên không? Hả? Chỗ cái kiểm tra lên bộ quyền kiểm soát đi. Bắt con tôi cái thơ này, chỗ cái lên kiểm soát. Phải kiểm soát đi. Tại đây là giờ chưa là hỏi giấy mời của công an huyện mời đến làm việc đúng chưa? Bởi vì nói gì rồi đấy đúng chưa? Cách bay. Không, em không được. Em quên gì? Đây là đúng của tôi. Dạ, đi từ dài thứ tư chi này. Em có quên giảm sáng. Dạ, thứ tư chi này đúng không? Có cái thứ tư dài thứ tư chi này đúng không? Về hành vi của con chi đúng không? Rồi, từ hành vi chi đúng không? Rồi. Thì tôi nói là chi là chứng kiến chưa? Rồi, em hỏi chứng kiến. Bây giờ chưa là hỏi giấy mời thì mời cháu đến làm việc đúng chưa? Không, là cái không được cái này đi này. Em trả đi cái gì đó thì đang không biết. Thôi, cái này bắt đi. Mấy ngày đi là công an tỉnh nha em, để theo con em. Nhưng mà em bảo đây theo quy định của cà phê thì con em bị đấy rồi. Nhưng mà khi đây đó là đặt cái tên đó không có phải con em được. Thì chẳng phải theo quy định phải phải đưa đến đúng rồi. Để quên con em tới một khởi hợp với công an để đặt cho. Đó là con chỉ phải trong em rồi. Nhưng mà em bảo đấy thì người chén không có việc thì đi vào cà phê. Con là đấy chưa? Nó chỉ thế là thế hả? Bắt con em à? Bắt con em cùng được, con em thắng rồi. Đấy là cường dính thì có chứ mới à? Kia vi phạm như vậy thì vi phạm mới hại được ngay mãi hồi liền tiện cơ quan làm việc mẹ làm gì mới có gì dù có dù hồ thì đảm có hồi đấy mới liền quan chứ bộ đấy được kiệt đấy lấy cường hại giống đi à? Bộ nào phạt cửa? Phạt cửa bọn tôi kia này nhá. Điện công an tỉnh đi. Có rồi. Ừ, đừng có ngại đâu, thì làm gì đi làm à? Ờ, đúng rồi. Cái gì mới, lúc kia không rồi? Ủa biển là biển được à? Hả? Còn lên mới ủa xong rồi ủa biển là biển à? Vậy mới tới lên mô thì cần gọi chứ kỳ gọi đều đồng dầu đó lắm ha. Hả? Còn hệ tê à? Mẹ nó không phải đi. Quá hả? Mấy ngày đi cả cách đi nha, tôi không có một cái diễn cơ gì hết. Bên em hỏi chị mới là xong cái chứ cõi hồi nói là hồ không có giúp đỡ, chấp hình lên. Không có phụ thuộc cho cả. Cái cõi lên nó cõi lên lê mới hồi lấy để làm việc không mà đôi là giống nữa. Có lúc mời ra, mời ai đưa chiêu thôi mà mới thôi, là anh liên tưởng cái nào đó. Là đã đưa chủ yếu thôi. Là chiều tập có với hai đứa ba thì hôm nay hai đứa sáu lên lên việc. Thì nhắc hai đứa này nó cũng biết không phải biết em cũng. Còn chúng tôi cũng lên công chức, đúng là đúng chức trách. Vậy mới là giống gì à? Lặng mày nói, mày nói cái đấy, theo nguyên tắc anh mời phải có thời gian nó sắp thì tôi đi. Anh mời tôi mời cái chỗ à? Anh mời tôi cái chỗ. Vậy quá tôi không quan tâm. Chưa tôi hỏi đồng chí Linh. Cái gì mời đi cho đồng chí mời thì cái gì mới thì chỗ không phải nghe thôi không? Không quan trọng nữa không? Không quan trọng. Được đi đâu, lý do? Lý do là vì hiện tại dư của đường bên đây tôi sẽ mời tiếp. Tôi đã nói thì tôi đã nói bên này. Con tôi phạm tôi là pháp luật có quy định gì? Nhưng mà rồi đó là khỏi bơi. Ngày mai tôi sẽ đưa con tôi lên làm việc tại cái không một cái bắt con. Đấy là dù hồ về, xong rồi đấy là bố thường à? Tôi nói với đồng chí đi.